Lý do sao chị gái? Sao vậy? Tại em cũng đã hiền, em anh cũng hiền thì tốt chứ có gì đâu. Thì đỡ gây lộn, khỏi ông khỏi ăn hiếp chị. Ừ. Royal, đẳng cấp, sang trọng và an toàn. Chào anh Quyền Linh và chào chị Ngọc Lan và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1970. Anh đến từ đâu? Anh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm công việc gì anh Thắng? Làm bảo trì điện. À, anh ở quận mấy? À, quận 12. Mời nhà gái giới thiệu về mình ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào Ngọc Lan và chào anh người chơi bên kia, chào quý vị khán giả. Em tên là Thảo, em sinh năm 1983. Dạ. Dạ, em đang làm công nhân ạ. Chị Thảo đang làm ở đâu? Em làm việc ở khu công nghiệp Tân Bình ạ. Mình sinh sống ở đâu? Tại em đang ở trọ ở quận Bình Tân ạ. Anh Thắng chia sẻ một chút ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Rất là chịu khó và luôn luôn học hỏi công việc. Rồi. Còn khuyết điểm thì ít nói, ít nhậu. Ít nói ít nhậu. Mời nhà gái. Ưu điểm thì em ít lắm ạ. Ưu điểm thì em ít lắm ạ. Nói chung là em chỉ có là siêng năng, chịu khó, hòa đồng với mọi người. Còn khuyết điểm? Em nhiều khuyết điểm lắm. Em nhút nhát này, rụt rè, rồi em cũng hơi chậm hiểu. Dạ. Nhiều khi giao tiếp không được khéo, không được lanh lợi. Dạ. Hay tin người lắm, hay tủi thân, hay dễ khóc ấy ạ. Rồi, đường tình duyên mình sao nè anh Thắng? Nên là đã có gia đình mà có 4 người con. 4 người con? Vâng. Mấy trai mấy gái anh? 3 trai 1 gái. Lớn nhất là nhiêu rồi anh? Lớn nhất là năm nay 26. Nhỏ nhất? Nhỏ nhất là 13. Rồi ở với ai? Ở với mẹ hết. 4 đứa ở với mẹ hết? Vâng. Rồi mẹ nó ở đâu anh? À, quận Gò Vấp. Mình chia tay lâu chưa? Thì cũng nếu mà ly thân thì 7 năm rồi. Mới ly dị đây rồi. Được nửa năm nay. Rồi đất ơi, ở nhau 4 mặt con. Vâng. Mấy năm rồi anh? À, cũng hơn 20 năm. Hơn 20 năm, 4 mặt con. Mà làm gì căng dữ chia tay luôn vậy anh? Chúng trong cuộc sống thì cũng có nhiều cái nó không phù hợp ấy. Thì thôi hai bên giải thoát cho nhau. Hơn 20 năm, anh cảm giác rằng mình có khuyết điểm gì với vợ của mình? Sống thì không thấy có khuyết điểm gì cả. Không khuyết điểm? Vâng. Sao chia tay với vợ? Thì cái này chắc vợ cảm thấy mình không hợp nữa thì chắc thôi. À, là do vợ chia tay chứ không phải mình muốn đúng không anh? Vâng. 4 đứa nhỏ đó ở với bên vợ, rồi anh có chu cấp gì không? Không. Tại vì lúc ra tòa thì tài sản không có lấy cái gì. Cho nên là thôi vợ bảo thôi không phải chu cấp. Tức anh ra đi hai bàn tay trắng. Vâng. Rồi vợ anh ở nhà của ai? Ra đi thì sau mai cũng mua được nhà cửa. À, vợ anh ở nhà một mình đúng không? Vâng. Nhà riêng của mình đúng không? Nhà riêng thì đang cho thuê. Còn đâu thì mình lại đi thuê mình ở. Tại vì nhà ở trên Củ Chi cho nên là đi làm nó hơi xa. À. Thế cho mình xuống dưới này mình đi làm cho nó gần. 4 đứa nhỏ giờ mình có lo tương lai nó hết chưa anh? Cũng lo tương đối đầy đủ rồi. Đầy đủ là lo được gì rồi? Tại vì là lúc ở nhà thì gia đình cũng kinh doanh. Nên là nói chung là cũng mua cho được đất đai cho mấy đứa được miếng rồi. Thôi vậy khỏe rồi, bây giờ anh có lấy vợ cũng yên tâm rồi ha. Rồi, mời nhà gái. Tình duyên của mình sao chị? Chị Thảo. À, dạ, em thì cũng từng đổ vỡ hôn nhân một lần rồi. Và hiện tại em cũng có một bé gái 12 tuổi ạ. Chị kết hôn được bao nhiêu năm mà lại ly hôn? Dạ, em kết hôn năm 2011 và đến năm 2014 thì em ly hôn. Nguyên nhân thì nó cũng nhiều lắm nhưng mà nguyên nhân chính là anh ấy kiểu như là gia trưởng. Ừ. Vì cũng bạo lực gia đình. Cũng kiểu như không nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Thế là sau 3 năm thì chị ly hôn? Dạ. Bây giờ thì có một người để mà đồng hành với chị mong muốn người đó sẽ như thế nào? Em muốn một mẫu người đó là kiểu như cũng phúc hậu này, rồi là cũng có trách nhiệm với gia đình, không có gia trưởng, không có lăng nhăng, không có việc làm ổn định, có kinh tế ổn định, rồi phải yêu thương con em nữa, yêu thương con em nữa. Yên tâm, bên đây có trách nhiệm gia đình lắm, ta luôn lo cho 4 đứa con, 4 miếng đất hết rồi. Bên đây có gia trưởng không? Dạ, chào anh. Giờ lo đầy đủ trơn cho mấy đứa con rồi. Lo đầy đủ xong hết rồi đúng không? Giờ lo thêm đứa nữa được không? Dạ được. Rồi nhà trai hôm nay đi với ai ạ? À, đi có mình. Anh mong muốn có người phụ nữ như thế nào? Phụ nữ đạo đức tốt và luôn luôn tôn trọng mọi người là được. Đơn giản vậy thôi.
nhà gái đáp ứng nhu cầu được không? Dạ được ạ. Cái đó quá dễ đúng không? Chào anh. Chào em. Rồi hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với em gái em và em dâu em ạ. Em dâu em gái luôn. Sao thấy ảnh sao em gái? Em thấy tính cách thì hai anh chị cũng khá là tương đồng. Chị em cũng hiền, cũng ít nói, mà anh cũng hiền, cũng ít nói. Cái vấn đề ít nói chắc phải đẩy mạnh lên, chứ không là hai người ít nói với nhau quá thì cũng đỡ gây lộn em ơi. Thì em cũng hy vọng là qua chương trình này chị sẽ kiếm được một nửa phù hợp. Rồi, cảm ơn em. Em cảm ơn chương trình. Được rồi. Mở ra. Chào anh. Anh ơi, kiểu gì anh có món quà tặng em. Rồi mình ngồi mình đối diện nói chuyện đi anh chị. Mới đầu mình mở rào ra thì thấy anh sao? Em thấy anh cũng chững chạc. Dạ. Cũng hiền ạ. Dạ. Thấy có phù hợp với em không? Phù hợp hay không thì ngoại hình thì em thấy là có phù hợp, nhưng mà nhiều khi phù hợp hay không thì còn phải biết là tính cách, cách sống như thế nào ấy ạ. Mình trao đổi cụ thể đi Nắng. Bây giờ thôi mình mạnh dạn bước tới luôn đi. Hai người cũng lỡ chuyến đò rồi ha. Mạnh dạn bước tới, đứng gần gần nhau nói chuyện. Thấy xa quá, nói nhỏ quá không nghe hết trơn á. Hai người này, trời ơi nói nhỏ chút xíu mà. Đó, tay trong tay, mắt đối diện mắt. Này ví như là mình tìm hiểu thì bao lâu thì tiến tới được? Dạ thì em cũng là người tự do, thì cảm thấy phù hợp thì tiến tới được thôi ạ. Muốn tới tới, muốn lui lui, phải tìm hiểu cho nó kỹ. Tự do mà. Quan điểm nào về hôn nhân ạ? Về tình yêu, hôn nhân, gia đình ạ? Trong tình yêu, hôn nhân thì nói chung là mình... chung là nếu mà trong cuộc sống mình cứ có vấn đề gì thì mình cứ nói thẳng với nhau. Và nếu mà nó có xích mích thì mỗi người nhịn nhau một tí thì nó sẽ hài hòa hơn. Rồi, quan điểm của em thì cũng muốn người... nói chung là trong hôn nhân phải có cái sự tin tưởng nhau ấy ạ. Có trách nhiệm với gia đình, tin tưởng nhau thì mọi khó khăn thì có thể sẽ vượt qua được. Rồi. Thì em có một bé gái đang học năm nay là lên lớp 7 ấy anh. Thì anh có ngại vấn gì đó không? Không, không có ngại. Nếu mà tìm hiểu thì về ở luôn thì cũng được, sao đâu. Vì anh đang ở mình, càng vui. Vui có gì đâu. Nắm tay vui hơn nữa, nắm quại đi. Em bảo con là đứa nào về ở bố nhưng không đứa nào nó về. Nên là ở của mình. Anh hỏi sở thích của bạn gái đi. Em thường thường là thích đi đâu? Thời gian rảnh như em hay đi đâu? Sự là em trước giờ em không có thời gian rảnh nhiều nên em cũng ít đi chơi lắm. Bây giờ mà nếu được thì em cũng thích được đi chơi, như người ta cũng thỉnh thoảng cuối tuần được đi chơi, đi siêu thị hoặc là đi mua sắm gì đó. Hoặc là các dịp gì có thể đi chơi cùng gia đình. Rồi thế này là tốt rồi. Bây giờ hai người này chắc cãi nhau cho mắc cười lắm ta. Sao cãi? Không cãi được. Chắc cũng không cãi luôn á. Em có hay quản lý điện thoại không? Em không. Tại vì em nghĩ cái đấy là quyền riêng tư của mỗi người. Mới lại mình cũng đến với nhau, mình có sự tin tưởng nhau chứ đâu có phải là kiểm soát như coi điện thoại của nhau hàng ngày đúng không ạ? Rồi giờ anh chị hát tặng nhau một bài hát đi. Từ bữa chương trình thông báo thì em có câu là anh hát tặng em. Em ơi mới đêm thao thức đợi em. Hết ạ. Thôi rồi. Bài này, cái câu này anh mới sáng tác ra đúng không? Đâu mày nghĩ em. Vậy là hát dữ chưa? Vậy là mới sáng tác ra bài của ảnh luôn á. Thôi dễ thương. Thật ra hai chị hiền quá à. Hiền thiệt luôn á. Thấy chị sao? Hiền sao cái lộn trời. Hả? Hiền. Thấy hiền. Vâng. Rồi chị thấy sao? Em thấy anh cũng... Nói nắm tay cảm xúc làm sao? À, thấy cảm xúc. Thấy rung rinh không? Có. Có ha? À. Có thích không? Dạ. Thích đúng không? Chị có thích không? Dạ em cũng bình thường. Thôi, bây giờ hai người nắm tay chặt cái coi. Đúng rồi. Bây giờ ôm giao lưu cái coi nào. Ôm cái coi. Giữ nguyên coi. Trời ơi. Mỗi người lỡ chuyến đò rồi, mỗi người đang cô đơn rồi, bây giờ mình ráp lại cái
mình tạo nên giá trị hạnh phúc cho nhau thì còn gì bằng, đúng không? Rồi, bây giờ mình trở về ghế ngồi, đưa ra quyết định. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm, bấm hay không bấm là quyền của anh chị. 1 2 3 Thôi ơi, chị không bấm. Ông đẹp trai quá trời quá đất luôn. Lý do sao chị gái? Sao vậy? Tại em cũng đã hiền, em anh cũng hiền thì rồi. Thì tốt chứ có gì trời đâu. Ơi, thì đỡ gây lộn, khỏi ổng khỏi ăn hiếp chị. Ừ. Giờ... Không lẽ bây giờ chị muốn kiếm kiếm một người ăn hiếp chị hả? Kiếm người dữ hả? Trời ơi, anh hiền vậy anh dễ thương mà. Kiếm người phải phải anh hiền nhưng mà anh không có nhu nhược, anh không có phải là thụ động, anh là người làm kinh tế. Bấm lại đi, bấm lại tính đi. Tính cách của anh hiền mà. Bấm lại được không? Dạ thôi. Thôi hả? Tiếc quá trời. Tiếc quá trời, tiếc. Thôi được rồi, hai người làm bạn với nhau đi, bắt tay nhau cái đi. Thôi mình là bạn. Hai mình là bạn. Thôi được rồi, bây giờ mình là bạn với nhau đi, biết đâu được ha. Nhớ cố gắng chinh phục nha. Dạ em cũng xin. Dạ được rồi, cái đó được rồi. Điều đó là quá hạnh phúc rồi anh ạ. Cũng hỏi một chút xíu, anh có đặt ra mẫu người bạn trai lý tưởng của mình là người như thế nào không? Là một người có trách nhiệm, chân thành, biết yêu gia đình, thích con nít. Đúng không? Dạ đúng hả? Tên là gì? Dạ em tên là Ngọc Tính. Em mới sinh nhật tuổi 31. Dạ em hiện giờ đang làm vật tư của một công ty xây dựng. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Như Thùy, hiện đang là nhân viên kinh doanh bên mảng lĩnh vực là giáo dục ạ. Em năm nay 26 tuổi. 26 tuổi, dạ. Bên kia 31 tuổi cũng được ha. Mình giới thiệu về mình chút xíu đi. Dạ. Nghe điểm mạnh của bạn. Điểm mạnh của em là một người lạc quan và khá là yêu đời và yêu người. Thì ngày hôm nay em đến với chương trình này với cái mong muốn giống như các cặp đôi khác, đó là có thể tìm kiếm được cái người mà phù hợp với mình để có thể là cùng nhau thực hiện những cái ước mơ cũng như là mục tiêu cuộc đời của em. Dạ hết rồi. Hết rồi hả? Yeah. Rung quá mà làm hơi vậy đó hả? Ủa những ước mơ của cuộc đời bạn là ước mơ gì vậy? Nó liên quan tới cái việc là sẽ có một cái gia đình hạnh phúc. Cái thứ hai là một cái sự nghiệp ổn định. Và thứ ba là phát triển bản thân. Anh ấy cảm giác như thế nào với những lời giới thiệu vừa rồi của bạn nữ? Hai cái đầu tiên thì em thấy cảm thấy ổn. Và cái thứ ba thì phát triển bản thân thì nếu mà có gia đình mà hai bạn á thì cùng chung một chí hướng, em nghĩ điều đó cũng rất là bình thường. Bạn muốn tìm người yêu thế nào? Với em thì cùng một bạn hiền nhưng mà lại cá tính một xíu. Bạn đó thích đi du lịch, đi phượt bụi với em là được rồi. Với lại làm từ thiện ạ. Em ơi. Dạ. Em thích đi phượt bụi không em? Em thích anh. Em thích, và đặc biệt là nếu như mà được đi từ thiện chung thì đó sẽ là một cái cơ hội rất là lớn để mà có thể tìm hiểu. Tại vì em cũng tham gia rất là nhiều các hoạt động từ thiện và tình nguyện. Dạ. Rồi bây giờ hỏi bạn gái kia cần điều gì ở mình nè. Năm nay em 31 tuổi thì tuổi anh cũng gọi là chuẩn bị có gia đình, nếu mà được á em nghĩ là trong vòng bao lâu. Em cũng trả lời thật là hiện tại thì gia đình em cũng rất là mong rồi. Người mà mong chờ nhất đó là ông nội em, thì ông nội em đã mua vàng để sẵn rồi anh. Mua gì? Mua gì? Mua vàng đó chị. Nếu như hai mình tìm hiểu mà phù hợp thì càng sớm càng tốt anh. Rồi điểm yếu của mình là gì? Dạ, đôi khi rất là khó kiềm chế cảm xúc đó. Ví dụ như là lúc đó rất là vui thì sẽ rất là hết mình. Còn buồn thì hoặc là nóng giận thì sẽ thể hiện ra mặt. Còn hiện tại là em đang rất là căng thẳng. Hiện giờ đang ngồi đây là rất căng thẳng. Hít thở sâu vô. Biết hát không? Dạ biết. Làm một bản đi cho nó đỡ căng thẳng. Vỗ dạ. Tay đi quý vị. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chợt tia nắng vào trong ánh mùa sang. Gió mai mơ màng trời đâu màu hồng. Người em yêu tình quân trong cuộc sống. Bướm vâng tung tăng bay là đà, mặt trời mây buồn nhà trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, đợi mùa xuân đến đem niềm vui. Rừng xuân ơi xin lặng gió heo mây, để chim muôn quay về với muôn cây. Tình xuân ơi xin dệt nỗi yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Đầy gió hay cuốn từng lá rơi, và nắng hay chiếu màu thắm tươi. Cùng những tiếng hát đều nhận em chơi vơi, dù ta quay trong viễn khơi. Hay nhất là cái đoạn anh kia hát bè bè vô chung đó, thấy là hòa chung nhịp đập. Giọng mà nữ từ đấy. Giọng rất là trầm, rất là ấm. Cảm ơn anh.
Rồi bên đó người ta có ưu điểm, khuyết điểm rồi, mình cũng kể cho bạn ấy nghe luôn. Cái ưu điểm của em là người rất là dễ hòa đồng lắm. Có một cái là em hơi nóng tính, mà khi mà nóng lên đó là cũng giống như bạn gái bên kia. Sao bên nào cũng hơi nóng quá vậy? Nhưng mà hai người nóng tính nhau như vậy là cũng khó lắm này nha. Có cách nào khắc phục không? À, bên kia mà nóng lên thì em nhịn anh. Chắc không? Dạ, nhịn được không? Dạ nhịn được chị. Cái này là sở trường của em đó chị. Biết là anh quê ở đâu ạ? À, anh quê ở Quảng Ngãi. Dạ, anh có lập nghiệp ở Sài Gòn luôn không anh? Chắc chắn là lập nghiệp ở Sài Gòn và đang muốn kiếm bạn ở đây. Tại vì anh cũng có nhà ở đây rồi. Dạ. Quá tốt, quá tốt. Ở với ai ở đây? Dạ, hiện giờ thì em đang ở với mẹ và chị ba. Đáng lẽ hôm nay là em đi với có mẹ, có chị nữa. Nhưng mà chị em mới sinh bên bé hồi tối. Bằng giờ năm sau, dạ, cũng tối nay, dạ, là vợ em cũng sinh. Dạ được rồi, cái đó được rồi. Điều đó là quá hạnh phúc đó anh ạ. Nè, cũng hỏi một chút xíu, mình có đặt ra mẫu người bạn trai lý tưởng của mình là người như thế nào không? Là một người có trách nhiệm, chân thành, biết yêu gia đình, thích con nít, sạch sẽ. À, về ngoại hình? Ngoại hình thì cao hơn em chút, nói chung là thân hình cân đối, mặt ngoài sáng sủa. Dạ vậy thôi. Em thích bạn trai em cao bao nhiêu vậy em? Cao hơn em là được rồi, em 1m56 anh. Để coi. Lên 57. Anh cao bao nhiêu? Em cao 1m74 ạ. Vậy là được rồi. Dạ. À, bây giờ hỏi thêm một câu nữa nè. Dạ. Thôi ngại quá khỏi hỏi chút. Định hỏi mà thấy, định hỏi thấy không ổn. Chị cắt tường làm em. Chị thấy được không vậy chị? Chút xíu nữa kéo màn lên, chị sẽ nhờ em hỏi. Chào anh ạ. Chào em. Dạ. Anh này ảnh cũng có mẹ già rồi. Dạ. Bây giờ cần có vợ về cũng phụ gia đình chăm sóc. Dạ. Bây giờ ảnh muốn sức gấp lắm. 3 tháng nữa. Được không? Thì hai đứa sẽ tìm hiểu gấp anh. Tìm hiểu gấp là tìm hiểu thì sao? Tìm hiểu gấp là sao? Ví dụ như một tuần có thể sắp xếp một lần thì bây giờ cố gắng tăng cái tần suất lên. Đúng rồi. Dạ. Hẹn hò nhiều lên. Tìm hiểu gấp, lạ nha. Cái này được á. Tìm hiểu gấp, tìm hiểu gấp. Trai hôm nay đơn độc đến đây, mình có người thân đi theo ủng hộ không? Dạ, bao nhiêu luôn chị. Bao nhiêu luôn? Dạ, má em có quê vô. Với lại khoảng 15 người là có khách hàng của em là cô hiệu phó của một trường tiểu học. Với lại bạn bè thân cận của em. Mời 15 người vỗ tay. Con thôi chào mẹ trước đi nha. Chào mẹ. Lực lượng hậu quá nha. Cô thấy con rể tương lai bển sao cô? Cô chào cô. Dạ. Thấy được nhiều lắm á. Giáo sao, cô giáo sao? Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Chào các quý vị khán giả. Nếu mà theo cái tiêu chuẩn Thùy đặt ra thì nói riêng với Thùy là cô thấy được rất là nhiều. Bạn rất là năng động, bạn rất là thật thà. Ưu điểm đầu tiên mà bạn đã đạt được. Dạ. Xin cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cổ động viên mình có không? Có một người anh. Dạ. Kể một người nói một người. Dạ. Chào bạn. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. À, em thấy chị này cũng rất là thật tình. Dạ cũng thẳng thắn. Dạ, được rồi anh. Rồi chúng ta kéo màn lên. Kì để hai người gặp nhau, tôi cũng nôn rồi đó. Xong nếu được cái bấm nút là ghi bằng mẹ luôn nha. 2 phút dành cho các bạn, bắt đầu. Em chào anh. Có hoa tặng nha. Dạ cảm ơn anh. Em thấy anh như thế nào? Em tin tưởng vào những cái lời nhận xét của má em, cũng giống như là cô Phượng, cho nên là em cũng tin là anh là một người chân thành. Thì với cái mong muốn như em đã nói lúc ban đầu á, thì hy vọng rằng là mình sẽ có cơ hội để mà tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh có thể nói cho em cái hình dung về một cái gia đình mà anh muốn có trong tương lai không? Người vợ của mình á thì kính trên nhường dưới, biết đối nhân xử thế là được rồi. Với lại biết chăm lo cho mình. Con đàn cháu đóng thì lo con đàn cháu đóng càng nhiều càng tốt. Yeah. Em thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý hết rồi, gia đình em cũng sẵn sàng lắm. Má em ngồi đây mừng lắm. Nào kêu mẹ một cái đi, mình sẽ xuống, ta đã chuẩn bị, ta đi quá trời, nàng gái đông lắm mình còn chưa chịu nữa. Tấn công đi. Kêu bằng mẹ liền. Hy vọng trong vòng 6 tháng tới thì mẹ cho con. Rối rối à. Một câu nói nào đó để tỏ tình, để thuyết phục bạn gái có thể đồng ý hẹn hò với mình. Nếu em bấm nút thì anh sẽ cùng em đi một đoạn đường xa theo cái những gì mà em đã vạch sẵn. Sau ngày hôm nay em sẽ cho anh đọc mục tiêu cuộc đời của em. Được rồi.
suy nghĩ thật kỹ nha. Quyết định. Một. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. 2. 3. Hết thời gian. Hai bạn nắm tay nhau, cảm nhận. Sao? Lạnh ngắt hả chị? Lạnh ngắt hả? Thấy của anh lạnh lắm. Cảm giác thế nào? Dạ, mềm. Đây, những chiếc vé xem phim. Dạ. À, chúc hai bạn sẽ có một gian lãng mạn. Một cặp loa để nghe nhạc tình yêu. Cặp loa sau mắt i5. Dạ, cảm ơn. Tặng hai bạn. Nước xịt thảo dược thơm miệng Relax. Tặng dạ. Hai bạn. Cảm ơn chị. Rồi. Xin mẹ dẫn bạn gái xem phim đi. Dạ, dạ con tối nay con dẫn vợ con đi xem phim. Trời ơi, dẫn vợ. Cảm giác thế nào trong cái khoảng thời gian quá ngắn như thế? Dạ, rất là bất ngờ và rất là bồi hồi hiện tại. Tại vì rất là sợ là bồi hồi lắm hả? Rất là ngạc nhiên. Dạ có. Dạ có. Vì cái nhẫn hay là vì cái tình cảm? Dạ, tức là dạ, đúng rồi, là vì tình cảm của bạn. Người ta đưa coi cái nhẫn thôi. Trời ơi, quan tâm cái nhẫn chi? Đẹp quá, đẹp thì người ta phải khen chứ. Người ta quan tâm cái tình cảm với mà quỳ gối xuống đó, hát bài hát cái đó mới là quan trọng. Dạ. Quá trời ơi, tuyệt vời luôn. Một người thì trao nhẫn, một người thì nhận nhẫn rồi, tôi với ông làm gì bây giờ? Cái nút còn là cái gì nữa đâu? Bây giờ để cho hai trẻ trao đổi chút xíu đi. Mình giới thiệu về bản thân mình đi nào. Dạ, em xin kính chào quý vị khán giả. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và bạn nam ngồi bên ạ. Em tên là Lê Thị Lệ Hoa, năm nay 30 tuổi. Hiện tại công việc của em là phụ trách mảng tuân thủ trách nhiệm xã hội của một nhà máy sản xuất vải ạ. Ở đâu cơ? Dạ, về quê quán em có một câu đố nhỏ cho bạn nam. À, quê dạ. Quán của em hả? Dạ, đúng rồi. Rồi, rồi, đâu em đố bạn đi. Cơ dạ, mình có một câu đố nhỏ là xem như là nhìn hình đoán chữ ạ. Nếu như bạn nhìn cái bức hình này mà đoán thử quê quán của em ở đâu? Cũng dễ ạ. Vô cái là rối não liền nha bạn trai ơi. Đây là bức tranh bạn gái vẽ và yêu cầu bạn trai đoán xem quê quê ở đâu qua bức tranh này. Dạ, măng cục đó. Em nghĩ là ở Bến Tre. Dạ không đúng. Đúng dạ, không? Dạ chưa đúng. Chưa đúng. Dạ. Chắc là ở Vĩnh Long ạ. Vĩnh Long. Dạ, Đông Nam Bộ. Miền Đông Nam Bộ một lần nữa. Nam Bộ. Trời ơi măng cục đó, miền Đông Nam Bộ đó. Thì ông giúp người ta đi, bên đàn trai có quyền tương trợ mà. Dạ chắc là ở Bình Phước à. Bình Phước. Dạ hàng xóm em ở Bình Dương. Đồ dạ. Khó quá. Bình Dương. Bình Dương. Măng cục thì đâu cũng có hết cô gái. Dạ. Vĩnh Long cũng đúng, Lai Thiêu cũng đúng mà. Dạ. Đồng Nai cũng đúng. Dạ. Rồi thậm chí là Bến Tre cũng đúng. Dạ. Rồi ở Tiền Giang cũng có măng cục, nhiều nơi có măng cục ngon lắm nha. Dạ rồi. Tại vì dạ. Em ở ngay Lái Thiêu luôn ạ. Lái Thiêu đúng rồi đó. Dạ. Phải nói là ở Lái Thiêu chính xác hơn. Đúng rồi. Rồi, đó là câu đố. Mà quê mình Lái Thiêu nhưng mình làm ở đâu? Dạ hiện tại em sinh sống và làm việc tại Bình Dương luôn ạ. Tại là Bình Dương luôn. Dạ. Bình Dương là ở thành phố mới hay là ở đâu? Dạ em sống ở Thuận An và làm ở Bầu Bàng. À Bầu Bàng, làm việc ở Bầu Bàng. Rồi em trai. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Lương Đình Thanh. Hiện tại em 31 tuổi. Em công tác và làm việc tại huyện Nhà Bè. Dạ giờ hộ khẩu em ở Nhà Bè luôn ạ. May Nhà Bè? Không, huyện Nhà Bè ạ. Quê Nhà Bè? Dạ. Làm công việc gì? Dạ em kinh doanh bên lĩnh vực xây dựng. Vật liệu xây dựng hả? Xây dựng anh, thiết kế và thi công xây dựng. À thiết dạ. Kế xây thi công ha. Dạ. Một người ở Nhà Bè, một người ở Lái Thiêu, Bình Dương, ở Bầu Bàng chứ. Dạ. Em có những cái ưu điểm khuyết điểm gì em trai? Dạ ưu điểm của em là nhiệt tình, vui vẻ, biết yêu thương cho gia đình và biết chăm lo công việc, có chí cầu tiến cao. À. Và em không biết ăn nhậu, không hút thuốc, không cờ bạc và biết nấu ăn. Rồi vậy quá tốt. Có tật xấu gì không? Dạ về khuyết điểm thì chắc là em hơi nhút nhát một chút nên là cũng mấy năm rồi chưa có người yêu. À nhút nhát. Mời nhà gái. Em giới thiệu đi. Dạ
Về ưu điểm thì em, bản thân em là một người hòa đồng, biết lắng nghe, chia sẻ và sống có trách nhiệm. Dạ, còn khuyết điểm của em á, thì cái về khoảng bản thân em trong giao tiếp thì em không phải là một người chủ động. Nhưng mà nếu như mà có một người chủ động trò chuyện thì em bắt sóng được. Là sao? Là tức sao? Là em bắt sóng được. Dạ, em bắt sóng người ta được. Dạ đúng rồi, chứ em không có chủ động lắm. Dạ. Có người khơi mào ha. Dạ. Và em tiếp sức liền á. Dạ. Còn khoảng nấu ăn thì cũng vừa là điểm mạnh mà cũng vừa là điểm yếu của em. Em có thể nấu ăn được, nhưng mà với điều kiện là có người giúp em sơ chế nguyên liệu. Yên tâm, ở đây nấu ăn được mà. Dạ. Chứ giao cho em nguyên con gà hoặc là nguyên con cá là chắc bốn mắt là nhìn em, nhau. Là em không biết làm đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi cái đó bình thường mình mua sẵn, làm sẵn về mình làm thôi đúng không? Dạ. Mà lặt rau biết lặt không? Dạ cái đó là chắc chắn được. Nó cũng là sơ chế. Dạ cái đó, dạ. Yên tâm đi, cái đó thì em làm được. Dạ. Yên tâm, đàn trai làm được hết á. Hôm nay tao nói làm được luôn á. Bên này ta đừng nói để cho thấy có những cái người ta làm được, nhưng mà tại người ta nói không rõ thôi. Chứ gà không phải ai biết làm. Trời ơi, cho chuyện gà rượt nhau từ sáng tới tối rồi cười tôi chứ không ăn được nhau luôn á. Dạ thì có người chuẩn bị sẵn thì em có thể nấu được. Rồi. Em gái có mấy mối tình rồi? Dạ nói ra hơi ngại nhưng mà thiệt tình là chưa trải qua mối tình nào. Ít trời. Dạ 30 tuổi rồi mà chưa trải qua mối tình nào. Dạ em chưa yêu ai mà cũng chưa ai thích em. Không hiểu tại sao. Ủa cái môi trường của em đâu có thiếu tức là nam nữ đầy đủ chứ đâu có thể nào là nữ không được đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Mà không thèm để ý ai hết. Nói chung á, bản thân em tự thấy là cuộc sống nó khá là đơn giản, cứ gói gọn từ nhà đến công ty rồi từ công ty về nhà. Mối quan hệ xã hội nó cũng rất là ít, thành ra em cũng ít có cơ hội là tiếp xúc với là nhiều người, cũng cho nên là chưa có tìm được người hợp với mình. Bên đàn trai tò mò chạy qua. Trời ơi, dạ, em chào anh. Duyên dáng nha, rất là duyên dáng. Năng động nữa. Nhìn thấy nghe cái tính cách là thấy cũng năng động rồi. Mà chưa có mối tình nào mà không ai yêu mình không yêu ai hết. Dạ. Có yêu đơn phương người nào chưa? Dạ chưa. Kỳ vậy ta. Thích đàn ông hay thích? Dạ dĩ nhiên là thích nam ạ. Thiệt không? Dạ thiệt. Thích có nam. Có ai nói em là kia không? Dạ không có. Kỳ vậy ta, 30 tuổi rồi. Dạ. Xem bạn này bạn không thích ai mà bạn nói là cũng không ai thích bạn. Kỳ vậy ta. Kỳ vậy trời. Vậy chứ giờ em thích cái gì? Do em không có chủ động trong giao tiếp á, nhiều lúc mọi người nhìn vô trong công việc em cũng khá là nghiêm, chắc mọi người nhìn vô thấy em khó gần. Đâu cũng dễ gần mà, thật sự thấy cô này dễ gần đó. Ông rất là duyên dáng. Nhưng mà ở trong công ty giờ làm sếp chưa? Dạ cũng có quản lý chút ạ. Hèn gì, tức là làm sếp thành ra là người ta không dám đụng. Quản lý mà gì đã vậy là quá, người ta không nghiêm khắc trong công việc nữa. Thành ra ta né đó chứ không phải là gì hết trơn. Trời tìm ơi, ra nguyên nhân rồi. Coi như bỏ qua tuổi thanh xuân nó phí dữ lắm luôn rồi đó. Được rồi, bên này đi. Coi bên đây sao nha. Dạ. Em nói nghe nè, bên đây tôi là sếp á, rồi bên đó là giờ bên đây cũng là cũng sếp mà chưa biết sếp gì à. Bây giờ hỏi coi bên đó là đi. Không biết sếp gì đây nè. Là phân phối vật liệu xây dựng hả bé? Có sếp dạ, không? Dạ, chị. Nhưng mà cái đó bé phân phối giùm người ta hay là vật liệu xây dựng là của bé, cái công ty đó là của bé? Dạ, công ty của em luôn chị. Công ty của đàn trai luôn, trời tôi ơi. Tôi nghi rồi. Nghi gì đâu nghi. Tôi thấy cái thần thái này là tôi nghi là sếp chủ. Luôn, nói chung là hai người sếp hết. Không, bên em phải sếp, bên đây là chủ. Hả? Bên đây là chủ cái doanh nghiệp đó. Chủ luôn. Còn bên đây là sếp, bên đây là dưới quyền bên đây. Tức là bên nữ. Bên nữ tôi là dưới em bên đây. Không phải dưới em, ta sếp bên đó cũng dữ lắm á. Bên đây ta quản lý thôi. Em có mấy mối tình rồi, nói cho bà mối nghe coi. Dạ em đã trải qua hai mối tình. Mà một mối tình thì hồi còn đi học nên cũng chẳng đi đến đâu. Còn mối tình thứ hai thì quen được cũng 2 năm và chia tay cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Lúc đó tại sự nghiệp thì chưa ổn định. Lúc đó em muốn là có nhà cửa, công việc ổn định hơn thì em mới có nhà có cửa ổn định, thì em không muốn cho vợ con thì khổ. Và bạn gái thì không hiểu và nói là em tìm lý do để né tránh. Không thật lòng, ý là bạn gái là muốn nói là em không thật lòng bạn gái nên chia tay. Bây giờ thì em cũng
tạo dựng sự nghiệp và có công ty và có nhà ở đây rồi. Có nhà luôn hả? Dạ. Là em mua nhà rồi? Dạ. Mua nhà cách đây bao lâu? Dạ cũng được hơn 2 năm rồi. Trời chị. Ơi. Hơn 2 năm rồi. Tại giờ sao lúc đó thứ 2 thứ 3 rồi. Không, nhưng mà lý do gì khi em đã có nhà rồi, em làm chủ một cái công ty rồi mà em 2 năm ở không là sao? Dạ thì nói chung là công việc của em thì xây dựng, thì tiếp xúc với những người lớn tuổi không à. Tại vì những người lớn tuổi thì người ta mới có tiền để làm nhà này kia chị. Rồi nên là sai nha. Không, mấy người nhỏ tuổi người ta cũng có tiền nhiều lắm, người ta cũng làm nhà nhiều lắm á. Tại có lẽ là em không may mắn lắm nên là cũng chưa tìm kiếm được. Với lại ra ngoài đường thì cũng thấy nhiều bạn gái dễ thương lắm. Cũng muốn là mình xin số làm quen chẳng hạn. Nhưng mà mình tiếp xúc gần với người ta thì ở Sài Gòn thì nhiều cướp giật quá này kia. Rồi người ta cứ suy nghĩ là mình tiếp cận để giật điện thoại hay là tiếp cận để là nhìn mặt em có giống trộm cướp gì. Nhìn mặt em đâu có giống giật điện thoại đâu mà sợ trời. Mà lo không xa xây, quá trời. Tức là không xây được một cái căn nhà nào của người lớn tuổi mà có con gái trưởng thành. Dạ đối với em thì rõ ràng lắm, đối tác là đối tác mà công chuyện làm ăn của mình thôi chứ mình cũng không dám đề cập tới. Mà mình có quyền có cảm tình chứ. Trời, cảm dạ, tình nên ta quỷ hợp đồng. Cái lúc đó thì mình cũng chưa gặp ai mà có con gái lớn. Cũng có người mai mối cho em là cũng có bạn gái ở bên quận 5 thì cũng có nhà cửa đàng hoàng nhưng mà tại cũng đi chơi coi phim 1-2 lần nhưng mà em cảm thấy không có cảm xúc với bạn ấy nên là em không quen. À là dạ. Thôi đúng không? Vậy thì bây giờ cái mẫu người con gái của em là phải như thế nào thì em mới có cảm xúc nè? Dạ em thì đơn giản lắm. Bạn gái thì ngoại hình là cao khoảng 1m50 trở lên. Biết chăm lo cho gia đình, biết yêu thương cha mẹ hai bên và biết kính trên nhường dưới là được rồi chị. Còn về hình thức thì sao? Về hình thức là dễ nhìn là được rồi chị. Dễ nhìn là được. Dạ. Rồi em dễ dãi vậy luôn á hả? Sao dễ nhìn mới khó đó. Cái dễ nhìn đó mới dễ mà mới khó đó nha. Sao là dễ nhìn chưa biết nha. Không phải đơn giản đâu. Cưng nghe vậy cưng thấy sao kìa? Dạ không biết tiêu chuẩn dễ nhìn của bạn là như thế nào. Đó. Nói nghe nè. Trời ơi. Rồi tự dưng tới lúc mà đi tìm kiếm một nửa kia của cuộc đời mình thì lại gặp một cô gái trinh nguyên như vậy. Trong trắng mà duyên dáng mà giỏi giang như vậy thì em có thấy là giống như là em bắt được là trúng số không? Dạ thì em cũng nghĩ vậy ạ. Tức là ông bà độ em đó đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ ở đâu ghê? Dạ người ta nói là ở hiền gặp lành nên chắc là... Chắc em ở hiền thiệt, cái chị cũng chắc là em ở hiền thiệt luôn á. Trời ơi. Ở hiền mà ta mà sao gặp mấy người kia ta tưởng đâu giật điện thoại không? Rồi con bé này sao nè, giờ cái mẫu người lý tưởng chưa yêu bao giờ thì giờ suy nghĩ coi cái hình mẫu lý tưởng của mình phải như thế nào. Dạ em suy nghĩ, em hy vọng bạn nam lý tưởng là về ngoại hình thì cao trên 1m6 là được, không quá béo, râu không dài, tóc không dài, răng không súng. Về tính cách thì em hy vọng bạn sẽ là một người chững chạc, trung tình. Nói lại em. Dạ. Tóc không dài, răng không dài. Râu không dài ạ. Tóc không dài, râu không dài, răng không súng. Ông tả một cái ông già nào đó không biết luôn. Trong đầu em tả một cái. Tả tưởng nó chắc ông già cũng chín mấy không, rồi. Không ạ, không râu và không thì, tóc. Hiểu rồi. 30 tuổi ở đâu ra mà răng súng? Dạ. Hay. Rồi 30 tuổi sao để râu chi? Đúng dạ, không nè? Thì có nhiều bạn có style lạ lắm ạ. À. Dạ. Có hết luôn á ha. Có đủ mình, luôn rồi đó. Mình có tới 90% những cái yêu cầu mà bạn gái đòi hỏi. Thôi mình hỏi kiến người thân đi. Này bé đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi chung với là chị Hai và cô ruột ạ. Chị Hai với cô ruột. Đây chắc là chị Hai đúng không? Rồi, ha. Dạ, đó, nhìn chào chị Hai. Chào cô ạ. Nhìn chị Hai là ra em gái nha. Dạ em xin kính chào quý vị khán giả, kính chào chị Hồng Vân, anh Huyền Linh. Em là cô sáu của cháu Hoa. Cô xin chào con. Thì ở trong gia đình á, bé Hoa là một cái đứa cháu cực kỳ ngoan, lễ phép và rất là có hiếu. Và chắc là anh Huyền Linh với lại chị Hồng Vân cũng thắc mắc là sao 30 tuổi mà cháu nó không có một mối tình. Đúng rồi. Thì một phần chắc cũng là do cái gia đình nhà em á, sống theo cái Nho giáo nhiều. Nên là cháu đi làm rồi về,
chứ cũng không có được đi chơi nhiều. Và em nghĩ đó là cái nguyên nhân chính. Mà cũng có thể là cái duyên của cháu nó cũng chưa có tới. Và Sáu thấy cái bạn nam bên này á, qua cái trao đổi á, thì Sáu có cảm giác bạn hiền, có cái sự hiếu thảo. Và đó là cái tiêu chí mà Sáu thường nói với con. Thì nếu như có cái cơ hội thì có cái sự cảm tình lẫn nhau, thì cô hy vọng là hai cháu sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn Sáu nha. Rồi em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và một bạn thân của em ạ. Rồi chào cô. Dạ, xin chào MC Quỳnh Linh, MC Hồng Vân ạ. Dạ, chào cháu cô gái ạ. Và chào gia đình bên nhà gái ạ. Tôi là mẹ của Lương Đình Thanh ạ. Là con trai, tôi có một đứa con trai. Còn gia đình tôi á là con gái đã có nhà cửa đầy đủ rồi, gả hết rồi. Giờ còn có mỗi hai mẹ con thôi. Mà cháu ạ, là phải làm dâu đấy, có mỗi hai mẹ con. Dạ. Còn bé về gia đình á, thì con bé về có... thì việc gia đình á thì cũng đầy đủ hết rồi. Dạ. Giờ chỉ cần một đứa con dâu nữa thôi. Dạ. Thì cô mong con á thì các con á tìm hiểu nhau rồi tiến tới. Dạ, con cảm ơn cô. Trời ơi, con nói vấn đề làm dâu cho bác gái nghe đi. Em có ngại không? Dạ, thật sự thì đạo hiếu là phải giữ dù cho ba mẹ mình hoặc là gia đình chồng. Cho nên thật sự mà nói, con không ngại cái vấn đề đó. Vân thấy là dành cái không gian này cho hai trẻ được đi. Được rồi đó, đúng rồi bà mối, mở rào. Anh chào em. Dạ, chào anh. Lần đầu gặp mặt anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Đưa đây. Dạ. Lần đầu gặp gỡ em cũng xin tặng anh đi một cái chậu cây kim ngân với lời chúc là chúc anh may mắn và thành công. Rồi, cảm ơn em. Anh cũng có một bài hát tặng em. Anh thì hát không hay nhưng mà anh có một đoạn bài hát rồi anh gửi tặng đến em. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng vào mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một con tay ấm, một trái tim luôn thấu yêu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dạ, xin hết. Dạ, em hát hay lắm, cảm ơn anh. Coi như là hôm nay mẹ cũng mặc đồ giống như là đi cưới dâu luôn rồi đó. Hôm nay mẹ đẹp lộng lẫy luôn á mẹ ơi. Em cảm giác thế nào trong cái khoảng thời gian quá ngắn như thế? Dạ, rất là bất ngờ và rất là bồi hồi hiện tại. Tại vì rất thật sự là bồi hồi lắm hả? Rất là ngạc nhiên. Dạ xúc có. Động xúc động dạ, là có. Vì cái nhẫn hay là vì cái tình cảm? Dạ, tức là dạ, đúng rồi, là vì tình cảm của bạn. Người ta đưa coi cái nhẫn coi. Trời ơi, quan tâm cái nhẫn chi? Đẹp quá, đẹp thì người ta phải khen chứ. Người ta quan tâm cái tình cảm với mà quỳ gối xuống đó, hát bài hát cái đó mới là quan trọng. Dạ. Cưng quá trời, trời con chị. Tuyệt bây giờ vời luôn. Một người thì trao nhẫn, một người thì nhẫn rồi tôi với ông làm gì bây giờ? Cái nút còn là cái gì nữa đâu? Bây giờ để cho hai trẻ trao đổi chút xíu đi. Dạ. Đó, cảm giác thế nào khi mà em gặp mặt bạn gái em nói đi. Dạ. Đứng sát lại gần nhau. Đứng sát lại gần nhau, nắm tay anh, nhau. Anh nói có cảm xúc không ạ? À? Nói đi, hai đứa nói cảm xúc với nhau đi. Nói chung là cái mà nhìn đầu tiên thì anh cảm thấy em cũng là người rất thích hợp với anh cảm thấy rất thích. Dạ, em cảm ơn anh. Anh hy vọng là anh là mối tình đầu tiên của em và cũng là mối tình cuối cùng để đi đến suốt cuộc đời. Dạ, em cũng mong được điều đó ạ. Luôn, trời ơi. Hỏi bạn giờ hẹn, mình hẹn đi bầu bàn sao đó, nói đi.
Hiện tại thì em đang ở Bào Bàng hay em ở Lái Thiêu thì em đi làm ở Bào Bàng, em ở trên đó luôn hay em về nhà? Dạ một tuần tối thứ tư, tối thứ bảy và ngày chủ nhật em sẽ ở nhà là ở Thuận An ạ. Là em ở Thuận An hả? Dạ đúng rồi. Còn bình thường là em ở Bào Bàng là em ở trên đó luôn hả? Dạ em đi làm thì ở ký túc xá của công ty cho nó cho nó gần thuận tiện hơn. Thì nếu như như vậy thì một tuần mình hẹn hò thì em muốn là mình sẽ gặp nhau mấy lần? Dạ thì cuối tuần với lại những cái dịp buổi tối thì có thể à. Không biết là tại anh thì công việc có thể sắp xếp được không mà khi mà mình em thấy anh tự kinh doanh như thế là cũng bận rộn. Anh kinh doanh thì thoải mái lắm, về giờ giấc thì lúc nào em cần thì anh sẽ đến về. Dạ. Dạ khi có thời gian rảnh được anh thường hay làm gì ạ? Thì thời gian rảnh thì anh hay đi uống cà phê với bạn bè nè. Lâu lâu thì có bạn bè rủ đi coi phim thì anh có đi coi phim. Dạ. Em có thích đi coi phim không ạ? Dạ có, nhưng mà do ít đi lắm ạ. Thích thì thích nhưng mà cũng ít có đi. Dạ anh có thể cho em hỏi là khi mà trở thành một cái chỗ dựa trong một người khác á, thì liệu đó có phải là một gánh nặng và khiến cho anh mệt mỏi không? À không, anh hiện tại bây giờ là thực sự là muốn lấy vợ về để cùng xây đắp một hạnh phúc và cùng nhau để vượt qua tất cả. Và đó là đối với anh là đó là một cái niềm vui. Dạ. Chứ anh không thấy gánh nặng gì hết. Dạ. Để thì em suy nghĩ của em một người phụ nữ cho dù cho có bản thân em thì em độc lập từ nhỏ. Nhưng mà em cũng mong muốn là có được một người quan tâm và là chỗ dựa cho mình. Dạ. Cũng giống anh vô đây thì cũng tạo dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Và cũng có tính tự lập từ nhỏ nên là tất cả mọi công việc trong gia đình anh đều làm được hết. Dạ. Hỏi em là chừng nào, khoảng chừng nào anh có thể đến với em được? Nếu như mình hẹn hò thì khoảng bao giờ thì mình tiến đến hôn nhân được? Dạ, thì để xem tình cảm hai bên, hai đứa cùng sẵn sàng trong chuyện tình cảm thì có thể tiến đến hôn nhân ạ. Tức là tình yêu đủ lớn thì mình sẽ tiến tới hôn nhân thôi đúng không? Dạ. Em có thích có con sớm không? Nếu sau này mình cưới rồi thì em muốn là mình sẽ có bao nhiêu đứa con? Dạ cái này chắc con cái em nghĩ đó là lộc trời cho ạ. Dạ. Trời cho nhiêu mình hưởng nhiêu. 30 rồi đó. Dạ. Em 30, anh 31. Nói chung là mẹ cũng muốn có dâu lắm rồi. Hy vọng là em sẽ sớm đồng ý để cùng về chung một nhà với anh cho mẹ vui. Trời ơi, nhất gái ơn hai, nhì trai ơn một đó. Dạ. Rồi bây giờ người ta tặng nhẫn mình gì, mình xúc động không? Thì mình biểu lộ cái cảm xúc của mình. Ví dụ như mình, bạn kia đấy nắm tay cái rồi bên đây ngã nhẹ với bờ vai cái đi. Trời ơi. Đó. Ngã nhẹ với bờ vai người ta đi. Chép gì cô cho ôm em cả. Đức Y Nguyên, Đức Y Nguyên coi. Con chặt vô Đức Y Nguyên coi. Dạ rồi ạ. Thấy sao? Em trai thấy sao? Dạ rất ấm áp ạ. Ấm áp không? Dạ. Em có thấy tim mình nó nhảy nhịp nhiều không trai? Trời ơi kỹ dạ, lắm. Dạ muốn nhảy ra ngoài luôn anh Quỳnh Linh. Nhảy ra ngoài luôn hả? Mà kỹ lưỡng lắm nha, coi như nè. Sức dầu thơm thơm lắm luôn. Dạ. Đó. Rồi. Cưng ghê không? Thôi trở về ghế đi nào. Dạ. Bây giờ làm cái nói chung là làm cái gọi là thủ tục thôi chứ còn nút niết bây giờ là thấy gì? Là em trai á cảm xúc đang rất là đồng đầy, tim thì muốn nhảy ra ngoài luôn rồi, còn cảm xúc em gái thì cũng đã thấy được. Vấn đề quan trọng là em gái có bấm nút hay không, chúng ta chờ đợi điều đó. Em trai có bấm nút thì bấm luôn hoặc tùy theo cảm xúc của bạn không gái bên kia. Không cần phải đếm gì đâu. Đó, hai đứa cảm thấy cảm xúc đầy đủ là một cái bạc thôi, không có đây đúng này, rồi. Dạ. Chúng ta cảm xúc thích chúng ta bấm luôn. Đó, rồi đó, đó, đó bấm gái, rồi luôn đó, rồi xong. Em gái thích. Đấy. Đó nè. Đây, đây, đơn giản như thế. Dạ. Đó, đẹp. Nếu mà có con đầu lòng sẽ là đứa gái này, ông tính hết trơn hết trọi rồi. Đó. Tính hết rồi đó. Những cái nụ cười hết sức là hạnh phúc và một cái điều mà anh thấy rằng là ở hai đứa có sự chân thành với nhau, cái duyên mình đã gặp ở đây ha. Dạ. Bây giờ xin phép nè, đó. Xin phép cô với dì của bạn gái, rồi xin phép mẹ ha, rồi cho tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau và con hứa điều gì đó
để cho hai bên người ta biết được đó. Bắt đầu đi. Dạ. Tiên này xin phép dì với lại cô. Chị. Cho hai đứa con hẹn hò. Con hứa là sẽ yêu thương và chăm sóc cho em. Gái nói gì với... Đây nói điều gì với mẹ đi nè. Dạ, con chào bác. Dạ, con cũng... Ngày hôm nay con cũng cảm thấy bản thân rất là có duyên khi mà có được gặp anh ấy. Và tụi con sẽ nghiêm túc trong mối quan hệ này để tìm hiểu nhau, để có hy vọng là có thể tiến đường xa hơn ạ. Dạ. Rồi. Hay đó. Đây là cái duyên mà thấy rằng hai đứa rất là hợp với nhau. Dạ. Về nhiều mặt luôn. Chân thành với nhau nhé. Suốt cả cuộc đời nhé. Dạ. Gì Vân? Vân rối, bối rối Vân. Phải, bây giờ là phải hôn nhau. Đúng rồi. Phải hôn nhau đó. Với lại mẹ ơi, mẹ có muốn nói một câu gì không? Hôm nay thấy mẹ mặc đồ giống như là mẹ đi bắt dâu vậy đó. Mẹ thấy là đây đúng là dâu của mẹ chưa? Cảm ơn chương trình ạ. Rồi mong các con hẹn hò với nhau rồi tiến tới. Dạ, rồi. Chắc chắn là như vậy rồi. Xin phép gì cho hôn? Phép gì cho cô cho hôn em? Dạ. Quấn quýt luôn rồi đó. Thấy tương lai tốt đẹp, sáng lạng rồi ha. Dạ. Tụi em hạnh phúc thì tụi anh cũng rất là vui, giống như cặp đôi đây, bạn đây vậy đó. Rồi, cố gắng tìm hiểu nha. Dạ. Cố gắng xúc tiến cho nó nhanh nhanh, 30 tuổi rồi. Dạ. Nha.